Bạn thích xem phim hoạt hình và đam mê làm phim hoạt hình? Bạn mong muốn tự tay tạo ra những bộ phim hoạt hình 3D bằng những phần mềm đơn giản? Vậy thì bạn không thể bỏ qua phần mềm làm phim hoạt hình 3D Blender. Một phần mềm làm 3D mã nguồn mở, miễn phí, nhẹ nhàng, đơn giản và hiệu quả. Trong khóa học làm phim hoạt hình 3D bằng Blender, giảng viên Nguyễn Mạnh Hà sẽ giúp bạn sử dụng thành thạo các công cụ dựng hình trong Blender 3D. Bạn sẽ biết được quy trình xây dựng nhân vật hoạt hình 3D từ bản vẽ, hiểu được cách thiết lập ánh sáng và kết xuất hình ảnh. Từ đó, giúp bạn tự tạo ra những nhân vật hoạt hình mà mình yêu thích hay những bộ phim hoạt hình 3D bắt mắt và tự tin ứng tuyển vào các công ty làm phim hoạt hình. Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy đăng ký ngay khóa học này tại unica.vn.